Nga vừa giành quyền kiểm soát làng Semyonovka tại Donetsk. Các chuyên gia quân sự đánh giá, động thái này có thể tạo cơ hội cho Nga đạt được nhiều bước tiến trong thời gian tới. Quân đội Nga đã và đang đẩy lùi lực lượng vũ trang Ukraine trên nhiều khu vực. Theo Sputnik, Nga có thể tiến hành một đợt tiến quân thông qua các cuộc tấn công lớn, buộc quân đội Ukraine phải từ bỏ các vị trí kiên cố ở vùng ngoại ô phía Tây và phía Bắc ở Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 29 tháng 4 thông báo, quân đội từ nhóm chiến đấu trung tâm đã giành quyền kiểm soát làng Semyonovka ở Donetsk, cách Avdiivka khoảng 7 km về phía Tây Bắc, và cách Donetsk khoảng 15 km về phía Tây Bắc. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Moscow cũng đẩy lùi thành công 10 cuộc phản công của Ukraine ở Semyonovka và một số ngôi làng lân cận. Việc giành quyền kiểm soát Semyonovka là một phần trong chiến dịch tấn công nhằm vào lực lượng lính đánh thuê Ukraine và nước ngoài tại các khu vực Novoalexandrovka, Arkhangelsk, Tarasovka và Zavetnoye. Trong tuần qua, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hoặc tiến vào khoảng 6 ngôi làng nằm trên mặt trận phía đông Ukraine. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sersky, thông báo rằng các đơn vị quân đội Ukraine đã rút lui khỏi 3 ngôi làng ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, trong bối cảnh quân Nga tiếp tục đẩy mạnh tấn công ở khu vực. Ông Sersky thừa nhận rằng lực lượng Ukraine bị bào mòn hỏa lực và tình hình tại mặt trận đang xấu đi. Tình hình khó khăn nhất là ở hướng Pokrovsk và Kurakhovo khi các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn ở đó. Đối phương đã điều động tới 4 lữ đoàn tiến về phía các trục đánh này và đang dồn tổng lực tấn công phía Tây, các thành phố Avdiivka và Mariinka, ông Sersky nói. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine nói thêm, giành quyền kiểm soát chủ động chiến lược và đột phá qua phòng tuyến, Nga đã tập trung nỗ lực trên vài khu vực tạo ra lợi thế đáng kể về lực lượng và phương tiện. Ông Sersky xác nhận rằng các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine xung quanh các ngôi làng phía Bắc và phía Tây Donetsk tạo thành tình huống khó khăn nhất trên toàn mặt trận dài 1.000 km. Việc Ukraine rút lui khỏi Semyonovka cũng như làng Berdychi gần đó báo hiệu một bước đột phá của Nga khi vượt qua các tuyến phòng thủ đã được thiết lập ở phía Tây Avdiivka. Nga tuyên bố đã kiểm soát thành phố Avdiivka ở khu vực Donetsk vào tháng 2. Ngày 30 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã cố gắng thực hiện 9 cuộc phản công nhằm vào lực lượng của Moscow, bao gồm cả bên ngoài Semyonovka, nhưng tất cả đều bị đẩy lùi. Ukraine đã thiệt hại 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley, pháo tự hành M109 Paladin 155mm, và pháo hạng nhẹ M101 105mm. Việc giành quyền kiểm soát Semyonovka là một chiến thắng lớn của nhóm chiến đấu trung tâm của Nga. Nhà quan sát quân sự kỳ cựu của Nga, Evgeny Mikhailov nói với Sputnik, giải thích rằng hoạt động giải phóng các ngôi làng ở Donetsk của Nga không chỉ mở ra cơ hội bao vây lực lượng Ukraine trên một khu vực rộng lớn, mà còn tạo đà khiến phòng tuyến của Ukraine sụp đổ. Sau khi giành quyền kiểm soát Semyonovka, những bước tiến lớn đối với Nga đang mở ra. Trong thời gian tới, Nga có thể bao vây lực lượng Ukraine ở khu vực Berdychi. Từ đó, Moscow có cơ hội để tấn công lực lượng quân Ukraine đang tập trung đông đảo ở các khu vực Selidovo và Pokrovsk và xa hơn nữa là khu vực Sloviansk, Kramatorsk, chuyên gia Mikhailov cho hay. Nhà quan sát quân sự này cho rằng, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Sersky và cấp dưới của ông dường như không tin rằng Nga giành quyền kiểm soát Semyonovka nhanh chóng như vậy.
Tốc độ các hoạt động chiến đấu cũng cho thấy lực lượng Ukraine không thể tạo ra tuyến phòng thủ kiên cố thứ hai mạnh mẽ ở phía tây Avdiivka. Quân đội Nga hiện giữ thêm các vị trí chiến lược quan trọng hầu như mỗi ngày mà lực lượng Ukraine không có thời gian chuẩn bị để bảo vệ. Nhìn chung, những chiến thắng lớn đang chờ đợi Nga trong thời gian tới. Dựa trên tốc độ tiến quân của Nga, rất khó để ước tính tuyến phòng thủ của Ukraine tại Donbass sẽ kết thúc ở đâu, ông Mikhailov nói. Ukraine muốn nhưng không có thời gian để xây dựng một tuyến phòng thủ vững chắc và không ngờ quân đội Nga lại có một cuộc tấn công và đột phá nhanh chóng như vậy. Berdychi sẽ thất thủ và mọi thứ khác sẽ bắt đầu sụp đổ. Tôi nghĩ khó có khả năng Ukraine sẽ có thời gian để tập trung lực lượng hợp lý theo hướng này. Ngay cả những lực lượng hiện đang được triển khai, cũng ít nhiều có những đơn vị tinh nhuệ được cử đến để cố gắng cản bước tiến của lực lượng Nga. Nhưng điều này ít có tác dụng vì về nguyên tắc, Nga có lợi thế về hỏa lực, chiến thuật và tinh thần chiến đấu của các đơn vị của Nga cao hơn rất nhiều. Nhà quan sát Mikhailov lập luận. Theo ông Mikhailov, Ukraine có thể tạo ra bất kỳ tuyến phòng thủ nào cho đến khi Nga tiếp cận các khu vực có hệ thống phòng thủ vững chắc. Những khu vực này bao gồm gần Sloviansk và gần Kramatorsk. Chuyên gia Mikhailov cho rằng Nga sẽ tiếp tục đi theo chiến lược đã đề ra nhằm xuyên thủng các phòng tuyến kiên cố của Ukraine, tiếp cận lực lượng Ukraine từ bên sườn, bao vây, thả bom hạng nặng KAB và FAB vào vị trí của đối phương, sử dụng pháo binh và máy bay, sau đó tiếp cận với các nhóm tấn công, cắt đứt nguồn tiếp tế của Kiev. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine cần thêm sự hỗ trợ từ các đồng minh để ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa thường xuyên của Nga, cũng như nỗ lực của Moscow nhằm phá hủy càng nhiều vị trí của Ukraine càng tốt. Quốc hội Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Gói hỗ trợ này sẽ cung cấp cho Ukraine một loạt vũ khí để có thể giúp nước này ngăn cản bất kỳ đột phá lớn nào của Nga trong những tháng tới. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp ngắn hạn trước lợi thế áp đảo của Moscow cả về vũ khí và lực lượng.